Về nhà bố mẹ nghỉ hè một tháng, ngày trở lại người đàn ông sửng sốt phát hiện cảnh tượng khó tin. Theo chủ nhân đoạn video, sau khi hoàn thành kỳ nghỉ hè ở nhà bố mẹ trở về nhà, thì bất ngờ phát hiện có một sợi dây màu đen đang thòng xuống ở phía dưới hiên nhà. Thế là anh lại gần quan sát thì giật mình khi biết rằng sợi dây này được tạo thành từ một đàn kiến với số lượng lên đến cả triệu con đang bám lấy nhau tạo thành một cây cầu vững chắc. Lớp bên ngoài những con kiến khác thông qua cây cầu này để đột nhập vào tổ ong trên trần nhà rồi bắt những con nhộng mang về tổ. Sau khi xem xong video, đa số dân mạng đều cảm thấy ấn tượng với kích thước to lớn và trí thông minh của đàn kiến này. Rất nhanh bên dưới phần bình luận, một chuyên gia về côn trùng đã cho biết rằng đây là một đàn kiến quân đội, loài kiến nổi tiếng về tính kỷ luật và thông minh nhất trong số họ nhà kiến. Với số lượng đông đảo, chúng thường áp dụng nhiều chiến thuật khác nhau mỗi khi đi thu thập thức ăn. Trong trường hợp này, vì biết con mồi quá nặng không thể mang theo khi bò lộn ngược trên trần nhà, nên chúng đã tính toán và phân chia nhiệm vụ, rồi xây thành một cây cầu nối để dễ dàng mang đi hơn. Ngoài ra, loài kiến này cũng thường xây cầu hoặc xếp thành chiếc bè nổi để vượt qua những nơi bị ngập nước. Được biết kiến quân đội cực kỳ hung hãn, chúng không sống cố định mà di cư theo một đàn đông đúc và sẵn sàng càn quét tất cả các sinh vật gặp được trên đường đi. Sở hữu những chiếc càn sắc bén cùng lực lượng đông đảo, chúng có thể bao vây và hạ gục con mồi trong chớp nhoáng, bất kể có là các loài nguy hiểm như rắn độc, bò cạp hay thậm chí là cả con người. Đặc biệt hơn nữa, kiến chúa có thể đẻ tới 4 triệu trứng mỗi tháng, nên số lượng đàn sẽ tăng nhanh theo thời gian. Chính vì lý do trên nên tuy là loài nhỏ bé, nhưng kiến quân đội được xếp vào nhóm các sinh vật nguy hiểm nhất khu vực Amazon nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Quả là một sinh vật đáng sợ phải không nào? Còn các bạn khán giả của Tình Bà Phúc Bí Ẩn nghĩ sao về loài kiến hiếu chiến này? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bà Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bà Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.